Để xem nào. Được rồi, làm thôi. Cái này đổ vào cái này, lắc đều lên, đun nóng là xong. Ôi da, ôi không, dính hết vào người rồi. Dơ quá đi, phải tắm rửa sạch sẽ mới được. Xong rồi. Chóng mặt quá đi. Thật là bực bội. Ôi trời, phải cậu ta không? Hay quá, thằng tới đi. Vậy ông mặt trời luôn, chứ sao nữa, quậy đi. Sao chóng mặt quá vậy? Ôi không, cậu có sao không? Lại xem sao. Nè, vui vẻ ơi. Tức giận quá đi bà, lên ra. Còn chưa hết tức nữa, bung xả hết cho ta. Vậy mới giữ cái nơi mình. Ủa, gì vậy? Đừng lại đi mà. Hai cái tên này, tránh ra. Sao mày đau đầu quá vậy nè? Phải như vậy chứ. Chưa đâu, đuổi bạn lên. Mình phải kiếm cái gì đập phá mới được. Vui quá đi ạ. Hai cái người này rảnh rỗi quá, hai người đang coi tivi. Có biết ngồi bàn người ta không hả? Gì vậy? Không được coi nữa. Tôi sẽ đập hết chỗ này luôn. Lấy chỗ cây này đập tivi luôn nè. Anh đang còn bị khủng hoảng, tại sao lại làm như vậy? Ôi trời, anh đã điên rồi, chạy thôi. Vẫn còn tức giận quá đi. Cho cái xe này nát luôn. Cái xe này nữa, nát hết luôn đi. Ôi trời đất ơi, cứu tôi, cứu. Cái đèn này trước mắt quá đi. Chứ. Ôi trời đất ơi, chuyện lớn rồi. Ok ok. Tạm biệt nha cảnh sát. Ôi da, cái gì vậy? Này, đứng lại đi. Tôi đang sẽ ăn cú này. Thả tôi ra mau lên. Trời ơi, học hết cảm giác rồi. Ôi da, tôi đã cậu rồi. Tôi phải kiếm cái này vào người câu. Ôi da. Cái gì vậy? Chóng mặt quá đi. Hả, này cô ổn chứ? Ôi không. Này, cậu có làm cái chuyện gì vậy hả? Tôi không biết gì đâu. Sao mình ở đây? Đây rồi đó. Wow, hay quá đây. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Chọn rồi, chọn rồi. Nhanh lên. Trốn mau thôi. Trốn ở đâu bây giờ? Trốn nào các cậu? Tôi trốn ở đây luôn này. Mình sẽ trốn trên cây. Mình sẽ nhảy xuống nước. Tìm sao đồng mình. Ngụy trang hoàn hảo. À ha, xong chưa các cậu? Nghĩ à? Xem đây, thịt gà thơm phức. Làm sao chịu nổi. Chạy hết nước miếng rồi. Dễ quá mà. Tớ xin. Ối gì vậy? Ê, nè, có phải là Lisa không hả? Còn Lisa hả? Đi tìm thôi. Ở đây. Bên này. Bên kia. Ngoài xa. Trên cây. Cũng đều không có. Bó tay luôn. Ui giời ơi. Không phải rồi. Ủa? Nè các cậu, nhìn kia. Gì thế? Đó là cái giày của Lisa phải không? Nó trôi ra từ cái hang kia. Trời, đó là hang động mà. Mình phải vào đó thôi. Mau lên, bơi vào tìm cô ấy đi. Lẹ lên. Lisa kìa. Lisa. Trời ơi, là Lisa đó. Lisa. Ê, dậy đi, cậu biết sao vậy? Ủa. Ôi trời. Ủa, tiếng gì ấy nhở? Ô, không. Cô lên nào. Cô ta đang thịt Lisa không? Ôi trời, ghê quá. Ôm vậy. Đây kia, ta sẽ khử ngươi ngày hôm nay. Ôi trời, cái gì vậy? Dám ăn thịt bạn ta hả?
chuyện gì vậy? Ngươi thật là to gan, to gan. Ờ hả? Không không, không phải vậy. Ừ, đau quá. Tới phiên tớ. Ôi trời, cái gì vậy? Hay da. To lên, đập cho cô ta một chỗ. Chưa nè, chưa nè. Ừ, dòng sông. Phải trốn thôi. Được lắm. Thôi khác rồi. Bắt tụi mày rồi nha. Thật ra lúc nãy tới đi tìm chỗ trốn. À ha, có cái hang. Vào đó thôi. Hay da, an toàn. Ôi trời. Đi ra thôi. Ủa, gì kia? Đồ ăn kìa. Khẽ thôi mới được. Ngon quá. Trời, sao là thế à? Là bàn tay cho tôi. Ờ, gì vậy? Này cô, cho chúng tôi xin lỗi nha. Ờ, là sao? Đúng đó, tất cả chỉ là hiểu lầm tôi. Chúng tôi đã hiểu lầm cậu. Chắc là do vết nước dâu trên mặt tôi. Trời, ra là vậy. Thật xin lỗi. Xin lỗi cô nhiều. Không sao. Cố lên nào là cố lên nào. Chào mọi người. Chào mấy fan. Rồi, hai thí sinh của chúng ta sẵn sàng chưa nào? Thử tưởng tượng. Chắc là đẹp lắm. Ok, bắt đầu. Bơi thôi. Chậm quá đó. Ôi cô ta. Tăng tốc thôi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Đánh nha. Để cô ta thoát rồi. Ôi trời ơi. Không thể nào, chưa gì mà thắng rồi. À, Anna, cậu thắng rồi. Đây là phần thưởng của nhà vô địch. Wow, đứa này tiên trái, wow. Mình thích nó lắm. Ha, xem nào. Chúng hợp quá đi, chúng ta đi thôi. Ê con nhỏ này còn dám chọc tới mình. Tức thật mà. Giờ thì cùng chơi nhá. Bơi nào. Ôm cởi kính ra coi. Hơi lần tung ra nè. Nhảy một điều. Hay quá. Trông hợp thật sự luôn ấy. Nghĩ rồi xem. Bắt đầu thôi. Cảm ơn các bạn. Lên bờ thôi. Ôi kính của mình đâu? Thôi không. Phải nhanh lên thôi. À, khó thở quá. Oh no. Anna, nào. Lisa. Còn đây là kính của mình. Tặng cậu nè, cầm đi. Dạ, cho thì lấy liền. À, thích quá đi. Bơi lượn tung tăng nè. Anh ơi, anh xem đi ơi. Hả? Ừ. Đâu, anh xem nào. Hả? Không thể nào. Anna, nhìn đi. Gì cơ? Xem đi. Ôi không, thì ra tất cả là trò của cô ta. Trốn thôi. Trả đồ lại đây. Đúng rồi. Yeah.
này, ngươi thử coi. Dạ, rất hân hạnh. Ôi trời, ý tạch Skibidi rồi sao? Ha, trong chuyện đó thành công rồi. Đứng lại, đứng lại. Không, đứng lại đi, không đứng lại đi. Tao không đứng lại đâu. Đừng tưởng mày không bắt được nha. Trời, trời ơi, mệt quá đây. Khát nước quá. May quá có cái giếng ở đây rồi. Nó khác luôn hẳn. Ừ, tới lần mình. Hả? Alex, hả? Nước ở đằng kia kìa. Sao cơ? À, được, ta hiểu rồi. Ok. Sao đây? Mau dừng lại. Nước ở đây không an toàn đâu. Kia là ai cao? Ôi, người bồn cầu à? Đi coi, ta sẽ dùng cây sáo này để điều khiển các ngươi. Còn hai đứa kia nữa, mau đi bắt chúng lại cho ta. Dạ, tôi lạnh, dám dầu rồi. Không. Đứng lại, Alex, đứng lại. Bắt làm sao người ta? Ngươi nghĩ sao bỏ tên bồn cầu kia? Đừng, hãy tha cho chúng tôi. Đừng có sợ. Chờ em mà dừng chân lại chúng ta đó. Max, sợ bọn chúng đi. Ngươi tự tin thôi. Cảm ơn lắm, Alex. Ta sẽ không chịu thua đâu. Cô ta quay lại rồi. Ta có ý này. Gì vậy? Xem cương thi đạo trừ đây. Sao quên? Cái gì? Cô định chạy đi đâu? Tóm gọn là bọn chúng rồi. Đã xong. Trở lại bình thường rồi đúng không? Trò chửi nè. Cô em đây, cô em đây. Trời ơi, nói hoài nói dài, không hiểu gì hết trơn. Cho nói một câu thì cậu trả lời một câu mới chịu được hả? Sao sao, nói tiếp đi. Chia tay cả đồ hả? Không có vợ chồng gì hết nữa. Thôi không, đừng có đi mà. Nói có mấy câu bỏ đi rồi. Đúng rồi, em có sao không? Ai vậy? Em lau nước mắt đi này. Wow, trời đẹp. Vừa trở lại rồi. Em làm anh gì vậy? Anh cho anh nè. Lần đầu tiên có một cô gái cầu hôn anh đấy. Hả? Gì vậy? Gì đấy? Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Đừng có chăm quan đề, người chơi đời hai bà chân. Bà có gì? Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em. Sao đấy? Dám đỡ vậy? Lánh ra. Cầm lấy đi. Là sao? Thì cô cầm tiền này và đời khỏi Alex. Để xem. Vậy như đây thì sao? Trời trời đừng mong á. Anna, đừng bỏ anh. Đừng bỏ anh vì tiền mà. Anna. Đừng có quên anh, đi thôi anh em.
bây giờ cô đang làm gì nhỉ? Chán ghê. Cái trò gì vậy trời? Cái giống chuối cho máu lên não để nghĩ cho nhanh mới được. Nên à, cô ấy bỏ tôi rồi. Anh nói nổi. Cô ấy bỏ tôi rồi. Sao đây? Alex còn có em mà. Sao đây ta? À có rồi. Chuyển thôi. Gì chứ? Chuẩn bị cái gì? Đồ ăn. Ui, toàn là thứ ngon thôi. Ăn đi Alex. Nhưng mà mình muốn ăn nè cô. Cái gì vậy? Tiền là của cô ấy à? Cho anh đó. Trời ơi, kim cương này. Thích lắm phải không? Nhà cô là tiệm vàng à? Dạ, vui quá. Ha, chúng ta thành công rồi. Chúng ta thật là ngốc như thế mới bị lừa. Ôi tiền tiền. Cãi nhau hả? Ồ, đẹp quá. Quá, nhìn con ta có vẻ giàu quá. Để xem nào. Có rồi. Vậy nè Alex. À, hiểu rồi. Kế hoạch tuyệt vời đấy, chúng ta chuẩn bị nào. Kiếm bộ nào đẹp đẹp nha. Ok chưa, bộ này ok chưa? Xịn nước hoa nữa. Cho anh miếng nè. Thơm quá. Đốt vô giúp nha. Tóc anh dựng đẹp luôn đấy nhở. Ai vậy? Hai người kia mở cửa. Con ta quay lại đây. Giấu tiền đi. Hai cái người này ở đâu rồi? Chuyện gì vậy? Trở lại như xưa rồi. Đợi người, còn cái gì chứ bằng giây phút này nữa. Đồ ăn ngon, bay thật là tuyệt vời. Ăn quả chuối nào. Hôm nay không khí thật là trong lành quá đi, Anna. Chơi thật là vui. Cái gì vậy trời? Ôi không, sao tôi lát thế này? Nữa kìa. Tức thật. Quái, cái gì vậy? Rác ở đâu rơi xuống vậy? Yeah, đại dương sạch sẽ rồi. À, hóa ra là bọn chúng có trò vui rồi. Thiệt quá đáng mà. Có cách rồi. Con cua đâu ra vậy? Đáng đời quá đi. Ở kia có một hòn đảo nhỏ thật là xinh xắn quá đi. Edna, chúng ta ra đó chơi không? Xem em nè Alex. Dùng quá đi. Hay quá. Xem bằng chúng kìa. Lần này sẽ không thoát qua tay ta đâu. Lại là hai tên họ. Thả tôi lên. Cá cắn công. Chạy đi em vật. Được. Cứu em mà lên ơi. Anh đó. Thật tốt. Cứu em. Anh đó. Mấy tên kia. Cứu ơi. Tập tập đó. Trời ơi. Bằng chúng. Có mong qua đây. Không thể nào, không thể nào. Ôi trời ơi, con cá mập nè. Mày không được ăn với tôi lét. Rồi bắt chị chứ kìa. Không, nó tấn công mình. Có vũ khí thần biển kìa. Mình phải liều thôi. Go!
thành công rồi. Chọn ra thôi. Có chuyện rồi, đầy mau thôi. Ôi trời, cháy nhà rồi. Nhanh lên mấy cậu ơi. Đây, bọn tôi tới đây. Bé cưng đừng có chuyện gì nha. Để xem nào. À ha, có rồi. Ủa, Lisa. Vậy cũng ổn chứ hả? Xuống đây đi bé cưng ơi. Mau lên. Nó bước lên rồi. Hả? Không chịu sao? Đâu, hang của nó. Anna, nhảy lên đây. Ây da. Xuống nào. An toàn. Hay quá, thành công rồi. Cảm ơn anh. Coi mình tàn hình sao? Không có đáng ghét. Có rồi. Ơ, là Lisa. Chân cũng mời để tớ giúp cậu. Ờ, Anna. Cậu đưa tớ lên lầu nhé. Chân tớ đau không đi được. Ok nha. Ơ, con chừng nè. Chuồn thôi. Có gì vậy? Ơ, mình còn điện thoại mà. Ơ, điện thoại mình đâu? Mở cửa ra Lisa. Thả tớ ra. Ngu gì thả. Mỗi ngày làm một việc tốt cảm thấy chập lòng thật là khoan khoái quá đi. Hả? À, gì đấy? Hả? À, là Anna nhắn tin cho mình này. Anna, Anna. Chào cậu. Lisa, sao cậu lại ở đây? Ngủ đi nhé. Ơ, à, là cái gì? À, mà, thả nó ra đi mà. Hả? À, gì kia? Ôi trời ơi, không thể được. Bài anh nè. Trời, sao ta dám làm vậy? Thả ra mau lên. Ở trong nhà. Anh ơi, em tới liền đây. Làm gì vậy? Kia. Alex, tỉnh lại đi anh. Nhỏ Lisa này, cậu có biết xấu hổ không hả? Rồi sao? Tôi sẽ cho cậu bài học. Nè, cậu làm cái gì vậy hả? Rồi, phía đây em nào. Hôm nay bọn tôi có nhiệm vụ chặt cổ đây. Ôi không. Alex tỉnh lẹ anh ơi. Vẫn không tỉnh. Liều thôi. Hả? Mình đang ở đâu đây? À, Anna. Anh tỉnh rồi. Là bọn họ thông đồng nhau bắt nạt chúng ta. Thế à? Anh cho chúng mày một chân. Chà, làm cái gì vậy? Hả? Chết. Tao cho mày một chân. Tao cho mày một chân. Bọn đốc kích. Ôi trời. Vậy? Thành công rồi. Cái người vô này anh hại quá. Đến rồi. Cái gì hả? Cái gì vậy? Tất cả đứng yên. Theo tôi về đâu. Gì cơ? Ôi trời ơi. Rồi. Được bắt cháu mà. Bye bye. Anna. Đáng đời bọn chúng. Giơ tay em rồi. Oh no. Con nữa nè. Đập nó luôn. Đau quá đi. Chuyện gì vậy con? Anh ăn hiếp con. Phải ngủ. Mẹ ơi, con không làm đâu. Sao con lại ăn hiếp em hả? Thở bóng bay. Ý, thấy con ngựa rồi. Cho em chơi nữa. Trả đây. Không cho. Trả đây. Tại sao? Ôi trời ơi. Nào nào nào, chúng ta phải đi thôi. Buồn quá đi. Đáng ghét. Gì vậy? Đừng nhìn tôi. À, có rồi. Mấy cậu ơi, mình dẹo anh ra xíu đi. À, hiểu rồi.
Mưa gấm. Hả? Lấy được cái nón rồi nha. Trời ơi, chị ơi. Leo leo ra đây mà bắt nè. Đến đây. Mưa gấm. Ôi trời ơi, ghê quá đi. Trung Bình ơi. Em ơi. Cậu sao không? Cảm ơn cậu. Chúng ta đi thôi. Trời ơi, hình đẹp quá đây. Ủa, cái gì vậy? Ủa, gì vậy? Ủa, gì nữa vậy? Trời ơi, hai cái tiền đó. Trời ơi, đẹp trai quá. Trông cái mặt chiếc ghét quá đây. Hả? Thật là đáng ghét. Em đâu? Em đi đâu vậy? Mở ra. Này, cậu ấy muốn xin lỗi mà. Anh còn dám nói cái sẹo này chính là tại anh. Thật sự thì cậu ấy đã dạy cho hai tên đó một bài học rồi. Đừng giận em ấy nữa nhá. Hả? I'm sorry. Giờ có gửi bà một đô la cho. Không có gì đâu. À, được đó. Có rồi. Giấu cái này ở đây. Rồi nhấn nút. Có bị ổn đó. Bắt đầu được rồi. Trời ơi, tiếng hát của ai mà thánh thốt ở thường vậy. Trời ơi, cô đó hát hay quá đi. Hát như ca sĩ vậy đó. Cho cô ấy tiền đi. Tôi gửi có một đô nha. Tôi gửi có hai đô nha. Cô đã hát hay quá mày ơi. Cảm ơn quý vị. Wow, được nhiều tiền quá. Ai vậy? Cái này là sao đây? Ôi trời, trả đây cho tôi. Cô là bơ thư trẻ nghèo này. Không được. Tôi sẽ báo cảnh sát. Con nhỏ này dễ dàng không bỏ đá. Khoan khoan, cứu tôi. Chạy thôi, chạy thôi. Cô ta có đuổi theo không? Mệt quá đi. À, không thấy cô ta nữa. Kiếm tôi hả? Hả vậy? Đây nè. Chết à, thôi. Khí thích quá đi. Hả? Cái gì đây? Ui! Ai vậy? Anna, đợi anh một tí. Xem đi nữa đi. Em uống nước đi này. Cảm ơn anh nha. Không có gì đâu, có chuyện gì vậy? Tất cả là do cô ta. Bị tôi phát hiện gian dối nên đã nhốt tôi ở đây. Thật sao? Được rồi, để anh giúp em. Không thể tha cho cô ta. Trời ơi, cô hát tiếp bài nữa đi cô. Cho cô thêm mấy đô nè. Trời ơi, là cô ta hát nhép hả? Sao kỳ vậy? Là bọn họ. Như vậy đâu có xứng đáng lấy tiền của tôi. Đòi lại tiền đi. Ôi, không, không, đừng lấy lại tiền của tôi. Mất thời gian quá đi. Đừng đi mà. Hai cái tên này
Nè cô gái, cô làm gì ở đây vậy? Không, không, dẹp vừa cái tôi. Mọi chuyện ok cả rồi.